Giê-xu dẹp sóng gió. Máccô chương 4, từ câu 35 đến câu 41. Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giê-xu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi." Bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-xu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Chẳng hiểu tại sao lúc chiều xuống, Đức Giê-xu lại bảo các môn đệ đưa mình qua bờ phía đông của biển hồ, trên con thuyền mà Ngài ngồi giảng các dụ ngôn. Do địa thế đặc biệt, hồ Ga-li-lê hay có những trận cuồng phong ập đến bất chợt, tạo ra những cơn bão lớn trên sóng nước. Tối hôm ấy, thầy trò đã gặp một cơn bão như vậy. Thầy Giê-xu phó thác mọi sự cho các môn đệ, vốn là ngư phủ lành nghề. Thầy mệt nên ngủ say dưới đuôi thuyền, ngủ trên một cái gối. Trong khi đó, các môn đệ phải vật lộn với sóng gió, nước tràn đầy thuyền. Họ có vẻ mất bình tĩnh khi thấy cơn giông bão, không đánh thức thầy được. Chính họ đánh thức thầy bằng một lời trách móc: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi mà thầy chẳng lo gì sao?" Thầy Giê-xu đã thức dậy và đã làm cho biển lặng gió yên.
đời con người, ai tránh được sóng gió bất chợt? Nếu biết trước sẽ gặp sóng gió, ai dám vượt biến ban đêm? Sóng gió xảy ra trong đời riêng của mỗi người, trong gia đình, trong đất nước, trong giáo hội, trên thế giới. Sóng gió làm ta thấy con thuyền đời mình chồng chành, mong manh và khiến ta sợ hãi, hoảng loạn. Giữa cơn sóng gió, có khi người tín hữu lại thấy Chúa lạnh lùng, vô cảm. Như các môn đệ, chúng ta không hiểu tại sao Chúa có thể ngủ được khi đời ta bị đe dọa bởi cuồng phong. Tại sao Chúa vắng mặt, thinh lặng và khoanh tay vào lúc chúng ta cần đến Ngài hơn cả? Tại sao anh em sợ? Anh em không có lòng tin sao? Anh em không tin là Thầy đang ở trong cùng một con thuyền với anh em sao? Lẽ ra chúng ta phải cảm thấy yên tâm khi nhìn Chúa ngủ giấc ngủ tín thác của trẻ thơ ngay giữa cơn giông bão. Nhìn Chúa ngủ bình an, chúng ta hiểu rằng chẳng có gì đáng sợ. Vâng lời Chúa để qua bờ bên kia, và có Chúa trong con thuyền đời mình. Điều đó không làm chúng ta tránh được giông bão, có khi lại gặp bão tố nhiều hơn. Nhưng điều chắc chắn là chúng ta sẽ qua được bờ bên kia với lòng tin được tôi luyện của người tín hữu dày dạn. Chúng ta dám tin Chúa có quyền trên sóng gió của đời ta không? Lạy Cha từ ái, đây là niềm tin của con. Con tin Cha là tình yêu, và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con. Cả những khi Cha mạnh dạn cắt tỉa, cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt, cả những khi Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân, con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái. Con tin Cha không chịu thua con về lòng quảng đại, chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho Cha. Con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất cũng có một đốm lửa của sự thiện được vùi sâu dưới những lớp tro. Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ. Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích. Thế giới
vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người. Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về ánh sáng. Sự sống và tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu. Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ đang chuyển mình tiến về với Cha qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giê-xu và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần. Con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau, vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng, mọi dị biệt, thành kiến, để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời mà về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn. Lạy Cha, đó là niềm tin của con. Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy. Amen. Ngày 27 tháng 1, Thánh Angela of Merici. Ngài sinh vào năm 1470, mất năm 1540. Sinh ngày 21 tháng 3 năm 1470 tại Disenzano, xứ Lombardy, Ý Đại Lợi. Angela mồ côi cha mẹ và ở với các anh và cậu. Vào lúc 56 tuổi, Angela Merici từ chối lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng. Ngài biết Đức Clemente VII muốn ban cho Ngài một vinh dự lớn lao và một cơ hội vĩ đại để phục vụ khi Đức Giáo Hoàng yêu cầu. Ngài nhận trách nhiệm lãnh đạo một dòng tu chuyên về điều dưỡng. Nhưng Angela biết công việc điều dưỡng không phải là điều Thiên Chúa mời gọi Ngài thi hành. Ngài mới từ Đức Thánh trở về. Khi trên đường đến đó, Ngài bị bệnh nặng và bị mù. Tuy nhiên, Ngài nhất quyết tiếp tục cuộc hành hương và thăm viếng các thánh địa với tất cả lòng sùng kính, hơn là muốn chiêm ngưỡng bằng cặp mắt. Trên đường về, Ngài được chữa lành và được sáng mắt. Điều ấy chắc chắn đã nhắc nhở Ngài rằng không thể nhắm mắt trước nhu cầu của những người chung quanh và đừng đóng cửa lòng trước lời mời của Thiên Chúa. Ở khắp nơi trong thành phố, đâu đâu Ngài cũng thấy các em gái nghèo nàn, không có học vấn và cũng không có tương lai. Trong thế kỷ 15 và 16, Thánh Angela, vấn đề giáo dục phụ nữ là dành cho người giàu và các nữ tu. Angela là người có học thức, cha mẹ Ngài chết khi Ngài còn mới 10 tuổi và sau đó Ngài phải sống với người chú. Ngài thực sự bối rối khi thấy chị của Ngài từ trần mà không được lãnh nhận các bí tích. Trong một thị kiến, Ngài được bảo đảm là chị của Ngài được an toàn trong bàn tay Thiên Chúa, và cũng qua thị kiến ấy, Ngài được tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Khi chú Ngài từ trần trở về nhà, Ngài nhận thấy các em gái trong vùng không có một chút học vấn, nhưng ai sẽ dạy các em? Thời ấy thật khác biệt. Phụ nữ không được phép làm nghề giáo và các cô chưa chồng thì không được tự ý đi ra ngoài, dù để phục vụ người khác. Nữ tu là các phụ nữ có kiến thức, nhưng họ không được phép bước chân ra khỏi tu viện.
Thời đó không có dòng nữ tu chuyên về giáo dục như ngày nay. Để giúp đỡ các em, Angela nghĩ ra một phương cách mới. Ngài quy tụ một nhóm các cô thuộc dòng Ba Francisco đi ra đường phố và tụ tập các em gái lại để dạy học cho các em. Các cô không có tiền cũng như không có quyền thế, họ chỉ có tấm lòng tận tụy cho việc giáo dục và cho Đức Kitô. Sống trong chính nhà của mình, họ gặp gỡ để cầu nguyện và dạy học. Họ thành công đến nỗi Angela được yêu cầu đưa sáng kiến ấy để thực hiện ở các thành phố khác và đã làm nhiều người kinh ngạc, kể cả Đức Giáo Hoàng. Mặc dù Ngài từ chối Đức Giáo Hoàng, nhưng có lẽ thỉnh cầu của Đức Giáo Hoàng đã gợi ý cho Ngài thấy rằng cần phải chính thức hóa tổ chức của Ngài. Mặc dù chưa bao giờ là một nữ tu, Hội Thánh Ursula của Angela là một nhóm nữ tu đầu tiên hoạt động ngoài khuôn khổ nhà dòng và là dòng nữ đầu tiên chuyên lo về giáo dục. Thánh Angela Merici từ trần vào ngày 27 tháng 1 năm 1940 tại Brescia, khi Ngài khoảng 70 tuổi. Mộ phần trở nên một nơi hành hương, thánh tích còn lại thánh đường Thánh Avra Brescia Ý Đại Lợi. Ngay sau khi qua đời, nữ tu Angela đã được dân chúng thành phố ca tụng như một đấng thánh. Họ đến kính viếng thi hài của chị thánh đông đảo, đến độ phải hoãn lễ an táng đến 30 ngày sau. Thánh nữ đã được tôn chân phước năm 1768 do Đức Giáo Hoàng Clemente XIII và đến ngày 27 tháng 5 năm 1807, Đức Giáo Hoàng Pio VII đã ghi tên thánh nữ vào sổ bộ các thánh của giáo hội. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.